Tôi sướng kìa. Ai biết tiền theo nữa gì đâu. Không dài đỡ theo. Mưa ngoài biển nè. Con sướng quay tôi đỡ cho bà con mà mua cái này sao xuống được. Nó vừa tới mưa bão này vừa xong rồi mấy con sầu mai nó đánh nó biển nhiều lắm rồi. Ok, cái bò rác không qua đâu. Thôi xuống chi. Dạ. Một phải cởi dép ra mới được. Nó ngập hết đây. Chào bà con, đây là Thành nè, Thành trăm cuộc sống Florida. Bởi vì nói Florida gì là lạ, tôi còn ráng đi kiếm quay cho bà con coi hôm nay có bão nhẹ nhẹ vô ở ở Florida này. Đây thì đang ở cái kia biển kêu mà đi biết mà gió hơi dữ đó nha. Ôi xe cho nó chạy xuống dưới làm gì cơ thèn. Chăm ở đây nha. Quay phim mà. Chạy xuống biển luôn á. Mưa không làm cho một cái này. Giờ đâu, cái đầu đây phải không? Bão số 1 đang tới đó. Đó, mưa suốt đêm mà ông rước ngày hôm qua luôn. Biết lúc mưa đâu mà nhiều dữ vậy trời. Nghe anh. Gì? Ông ở nhà đây làm gì thêm? Gió quá kìa. Đi vô. Quay xuống con lỗ rồi con ơi. Bên này nó gió kìa. Trời ơi, gió ngoài biển á, đi ra không? Con liều mạng lắm mà cái này xuống dưới quay cũng được mà nó ướt cái điện thoại của nó tổ hết. Đây nè, có cặp này cũng đi. Ủa, cặp đi đâu đây vậy? Ôi, nó thằng là cặp nó cũng liều mạng giống anh á. Trên phá đi, trên cầu á. Nó gầy cấn mới vui. Gầy nó mới cấn được, không gầy nó không cấn được. Cái áo này cổ hơi rộng ngoài đặt lên nha. Trên cắt chi bự. Nè, đèn đường đã đứt hết trơn thấy không? Đèn đường đứt hết trơn này hả? Đứt bốn từ bi nè ha, đèn đường này đứt nè. Không có cảnh sát canh đây. Mấy người giờ ở khách sạn đâu hết, người ta chắc trong khách sạn rồi. Bình thường đâu có thấy người ta đâu. Ta là trong phòng sao không thấy được. Nói chung là không có dọn đi nha. Vẫn ở khách sạn bình thường. Mấy người dân ở dưới biển này là vẫn bình thường, cái chợ cá không vậy? Bộ tới không? Ồ, chưa nó không cho anh qua cầu luôn á. Nhà này xuống bây giờ nè. Trên thác đi. Sống dữ lắm á. Trên cầu á. Trên đi đâu. Không lẽ cho nó ngập luôn rồi sao không cho đi đi. Xe đã hư kìa. Nhét một cái.
buồn hiu à. Mình thấy buồn ơi là buồn. Có nhiều chỗ nước ngập nửa xe luôn. Đa số là mấy thùng rác bị bay nhiều nhất. Đó. Đó. Ôi, chỗ này sao trời quang mây tạnh vậy ta? Không có mưa luôn vậy. Đó, cũng có nhiều người xuống biển lắm nha. Đó, ông này ông đang đi cù ráo vậy. Ôi, nước lên tới bờ luôn rồi. Trên nào phai quay quá trời rồi. Mấy em này bỏ dép chạy lấy người luôn nè. Ở đó nè. Đâu, cái gì đó. Ôi. Đây đây. Xuống nè. Ô, TV quay luôn nè. TV quay luôn hả? Để đưa em ngồi xe đi. Bẻ em đi xin. Chưa vô trong cộng cầu á. Chơi được á. Chơi gì nè, nước lên tới bờ luôn rồi, nước biển tới bờ luôn rồi. Nó có trên đồ, trên đồ máy tới quay phim nữa kìa. Giờ trên đồ thành trăm tới quay luôn nha. Bà con đây nè, con nhớ bằng quốc này không? Này khi bão đến sóng lớn đẹp quá trời. Hai chồng đi quay phim cho bà con coi nè. Nói thành trong cuộc sống Florida, Florida có gì lạ lạ, nguy hiểm cái nào con cũng đi hết trơn. Dân chơi không sợ mưa rơi. Để quay cảnh cho bà con nha. Giờ bắt đầu 1, 2, 3. Cảnh lạ xảy ra. Ta đang ta đang. Đó. Ok giờ. Giờ quay mấy quay phim. Đâu phải có mình con điên đâu, có mấy thằng nữa điên hơn con đó. Để quay phim lông la kìa thấy không. Đó. Bây giờ chuẩn bị. Trời gió lớn. Đây có cái áo đẹp nè, mới lụm áo lụm rác luôn các bạn thấy không, quá đẹp luôn. Tướng này là mặt dưới ta nói kêu là dưới tướng nè, thấy không. Ôi tôi ghê. Đi không mở nó thở ngược lên luôn nè. Sao có mấy người đang đó thở bay nè không, qua đây không. Cái này ở channel nào ta? Xuống quay là cái nó quay chính mình luôn rồi. Ủa tôi à. Sông lớn đây là cái như là John Pass. Trên đó là World Warp đó. Đó
đây là cái lúc của này là cái mới biển nó tắm ở đây nè. Tụi con cái địa phương mấy này chuyện nhỏ không có sợ. Trước địa phương nào có hai ngày chết quá thì kẹt một biển tôi ăn mấy lần. Anh em chết nó có chờ mình cuộc sống như thế này mà để chỉ mình nói xíu trời. Ra biển mà đi tàu về tàu chắc sợ chết luôn. Ở đây thường thường mỗi năm chừng tháng 7 tháng 8 trở đi đó phải là bão nó vô thường lắm. Thank you.
tới đây. Tới đây phải không? Rồi đến lên bờ. Mỗi lần mưa xuống là sóng lớn hơn không có mưa. Mà nè, thấy không? Dấn là chắc nói chung một bọn luôn rồi.
mới về luôn. Đấy nữa. Cảnh sát tới tuổi đi rồi. Đấy, mấy người đang quay phim đang lên đài nào. How you feel this weather? Good. How's the guy doing? Xe tới đủ đi rồi. Ông chỉ nhờ anh xe chỉ gọi. Đang quay phim bắt phone. Trời ơi. Lo gì mà lo. Ai biết đi khủng chỉ xuống biển sao? Xa xa thấy mấy cái người mà channel, không biết channel mấy không? Đang quay trực tiếp thấy không? Nãy mưa giờ cái hết mưa rồi. Trời ơi sóng dập đã luôn. Sóng to gió lớn đánh rầm rầm. Còn trên đây thì bình an vô sự mà cảnh hơi buồn thôi. Không nắng, không có nắng. Chứ cái xe đó người đâu? Người trong xe đó. Đây thì có chiếc tàu nữa kìa. Thấy không, nước có lên cao cái này không? Lý do cao cái này là nó mưa mấy ngày mấy đêm nay này. Đó, nước có trên ngập hết trơn với cái đường mà xuống thấy không? Cửa cầu đó nó không ngập được bà con, cửa cầu đó là cầu nổi, nước lên cao là cầu đưa lên cao. Cũng có gì đặc biệt hết. Thôi giờ gì đi làm nha. Giờ gì trả lời đời. Rồi xin chào tạm biệt bà con cô bác nha. Hôm nay có gì mới lạ mình